Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính như sau. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công đã được chính phủ đề ra trong những tháng còn lại của năm 2022. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2022. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công đã được chính phủ đề ra trong những tháng còn lại của năm 2022, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh thành về giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia sáng ngày 26 tháng 9. Ước giải ngân vốn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 trên cả nước đạt 46,70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Có 2 cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 39 trên 51 bộ, cơ quan trung ương và 22 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước. Về chương trình mục tiêu quốc gia, tính đến ngày 23 tháng 9, có 47 trên 52 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc. Trong đó có 29 trên 52 địa phương đã phân bổ, giao 100% kế hoạch vốn được giao. 10 trên 52 địa phương giao trên 90% kế hoạch, còn lại đã giao được trên 70% kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung về tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Những kết quả đạt được, hạn chế khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những bộ ngành địa phương thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phê bình các bộ ngành trung ương địa phương giải ngân đạt thấp, nhất là các cơ quan đạt dưới 20%. Đồng chí cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương trong những tháng cuối năm tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc với quyết tâm, nỗ lực cao để thực hiện giải ngân toàn bộ vốn được giao và 3 chương trình mục tiêu quốc gia với phương châm vì nhân dân phục vụ. Thực hiện nghiêm pháp luật đầu tư công, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục hành chính về đầu tư công. Đối với các bộ ngành trung ương, địa phương giải ngân chậm, cần cố gắng nỗ lực để đặt mục tiêu đề ra vào những tháng cuối năm. Nêu cao kỷ luật kỷ cương, tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan để thực hiện. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành tỉnh, các huyện, thành phố, ngay sau cuộc họp này, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp với các địa phương rà soát lại những vướng mắc tồn tại là nguyên nhân chính dẫn đến việc giải ngân chậm, từ đó tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ, sớm trình các văn bản liên quan đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia để ban hành thực hiện. Chiều 26 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, chánh thanh tra các sở ngành, đại diện Ủy ban Nhân dân và chánh thanh tra các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ và Nậm Nhùn. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự án luật thanh tra sửa đổi đã được Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Sau khi tiếp thu bổ sung, điều chỉnh dự thảo luật đã được chỉnh lý 87 trên 117 điều, trong đó 80 điều được chỉnh lý về nội dung, 7 điều chỉnh lý về kỹ thuật văn bản. Tại buổi lấy ý kiến về cơ bản, các đại biểu đồng tình nhất trí với dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị nên giữ nguyên thanh tra cấp huyện cũng như cơ cấu tổ chức của hệ thống thanh tra hiện nay. Các đại biểu cũng cho ý kiến một số nội dung về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong công tác thanh tra kiểm tra, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra chính phủ, thanh tra huyện. Bổ sung thời gian cụ thể với điều, tham khảo ý kiến về dự thảo kết luận thanh tra, tham khảo ý kiến về dự thảo kết luận thanh tra, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, xử lý vi phạm trong thực hiện kết luận thanh tra, chế độ chính sách đối với thanh tra viên, làm rõ vị trí chức năng của thanh tra sở, bổ sung quy định khen thưởng và xử lý vi phạm với thanh tra viên. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, đồng chí Hoàng Quốc Khánh tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu.
Các ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, đồng thời làm cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 và chuyên đề năm 2022, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Huyện ủy Sinh Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đảng bộ. Ngay sau khi được tiếp thu học tập quán triệt chuyên đề của năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Sinh Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và xã thị trấn triển khai tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân học tập chuyên đề năm 2022, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và lao động sản xuất. Xác định rõ nội dung công việc của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị trong học tập và làm theo Bác, gắn thực hiện kết luận số 01 với các nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện ủy về xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ đó tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022. Trên cơ sở cái chủ đề của năm 2022, thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tổ chức học tập và quán triệt sâu các cái nội dung chuyên đề này tới tất cả các cái chi bộ đảng, tới đội ngũ đảng, cán bộ, đảng viên và công nhân viên và nhân dân ở trên địa bàn. Tất cả các cái đảng viên và nhất là những người đứng đầu đều đã xây dựng cái bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cái chủ đề của năm 2022 này bằng những cái việc làm cụ thể căn cứ vào từng cái chức năng nhiệm vụ của từng đảng viên và những người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm cụ thể, đổi mới sáng tạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các cơ quan chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 15 đảng viên, 5 cuộc giám sát đối với 8 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thực hiện 2 cuộc kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng, một cuộc giám sát đối với 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Đối với mỗi cán bộ đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Vậy nên, chuyên đề năm 2022 lại càng được xác định rõ hơn trọng trách nêu gương, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước để mỗi việc làm, hành động đi vào cụ thể, thiết thực. Với tư cách là một đảng viên ở trong chi bộ thì bản thân tôi thì cũng báo cáo với các anh chị là cũng gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, kể cả trong phát triển kinh tế hay là trong việc chấp hành cái chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, nghị quyết của pháp luật của nhà nước. Học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì đối với bản thân tôi thì báo cáo với tất cả các anh là trong mọi hoạt động, ví dụ trong về việc chấp hành đường lối chủ trương pháp luật của nhà nước mình phải chấp hành tốt. Đấy, trong phát triển kinh tế thì mình cũng phải là chịu khó, cũng là tấm gương đi đầu để cho bà con và các đảng viên học tập theo. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2022. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, có 1 trên 10 chỉ tiêu chủ yếu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. 16 trên 31 chỉ tiêu thành phần đạt trên 50% kế hoạch. Nổi bật như tỷ lệ che phủ rừng đạt 100%, tỷ lệ số bản có đường ô tô hoặc xe máy đi lại thuận lợi đạt 97,7%. Dự ước đến năm 2022, 10 trên 10 chỉ tiêu chủ yếu, 31 trên 31 chỉ tiêu thành phần đều đạt và vượt kế hoạch. Chính trị ổn định, quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Sáng ngày 26 tháng 10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2022. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo đó, tham dự hội thi năm nay, nhà trường có 6 giảng viên tiêu biểu. Trong 2 ngày diễn ra hội thi, mỗi giảng viên tham gia với 3 nội dung, thi giáo án, thi viết và thi giảng trên lớp.
Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường cùng với hoạt động thao giảng cấp khoa có ý nghĩa thiết thực đối với toàn bộ hoạt động đào tạo bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh Lai Châu, trực tiếp tác động tích cực mạnh mẽ đến tổ chức hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học của nhà trường, thúc đẩy giảng viên chủ động cập nhật kiến thức mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Đồng thời, hội thi cũng tạo diễn đàn để giảng viên, bao gồm cả giảng viên kiêm nhiệm, học hỏi trao dồi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn. Kết quả hội thi là căn cứ để giảng viên tham dự hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc và là một trong những cơ sở để bình xét danh hiệu thi đua của giảng viên năm 2022. Trong thời gian qua, phong trào thanh thiếu niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được các cấp đoàn huyện Tam Đường triển khai có hiệu quả, đặc biệt trong các đợt cao điểm như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tuần lễ đền ơn đáp nghĩa, các chương trình hiến máu tình nguyện, khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí đã lan tỏa và thu hút được sự quan tâm của đoàn viên thanh niên. Trong 9 tháng đầu năm 2022, huyện đoàn đã phối hợp tổ chức gặp mặt và trao tặng 95 suất quà trị giá trên 25 triệu đồng, động viên tới 95 đoàn viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, phối hợp thăm và trao 12 phần quà Tết cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 4,2 triệu đồng, tặng 22 suất quà cho các gia đình chính sách, tổ chức tặng quà cho các em học sinh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, thanh niên yếu thế với hơn 1.300 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, một số dịch bệnh nguy hiểm đã xảy ra trên đàn vật nuôi như bệnh dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, tụ huyết trùng châu bò, với tổng số gia súc nhiễm bệnh là 123 con. Số gia súc mắc bệnh giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2021 là trên 1.500 con, trong đó gia súc chết và tiêu hủy là 97 con, số gia súc khỏi bệnh là 26 con. Đồng thời đã xảy ra một vụ cá rô phi chết với số lượng cá chết ước tính gần 6 tấn tại Hồ Thượng và Hồ Hạ, thành phố Lai Châu. Sau khi nhận thông tin từ đơn vị chức năng, cán bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã xuống cơ sở kiểm tra và phối hợp với chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại ổ dịch và những khu vực lân cận, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện nuôi cách ly gia súc bị bệnh, sử dụng các loại thuốc hóa chất để điều trị triệu chứng lâm sàng, tăng cường vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn vật nuôi, phun khử trùng khu vực chăn nuôi, môi trường xung quanh và các hộ chăn nuôi lân cận, không nhập xuất gia súc, bán chạy gia súc trong thời gian có dịch, đồng thời tiến hành khử trùng nước, lấy mẫu cá và nước để xét nghiệm để xác định nguyên nhân cá chết tại hồ. Vừa qua, tại trường Trung học cơ sở Đông Phong, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức ngày hội giao lưu tiếng Anh English Festival năm học 2022-2023 với nhiều hoạt động sôi nổi. Tham dự ngày hội có gần 600 em học sinh, cán bộ giáo viên đến từ 8 trên 8 trường trung học cơ sở, trường tiểu học số 1, số 2 và trường tiểu học Kim Đồng trên địa bàn thành phố Lai Châu. Phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự. Quý vị các bạn thân mến, hiện nay thì Ngọc Mai đang có mặt tại trường trung học cơ sở Đông Phong, nơi diễn ra ngày hội tiếng Anh hết sức sôi động và với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây là sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh có đam mê tiếng Anh, các bạn có thể phát huy được sự sáng tạo tài năng của mình và qua đó thì giúp các bạn hiểu thêm cũng như là học hỏi được những kinh nghiệm để có thể học tốt môn tiếng Anh trong trường học. Chương trình ngày hội giao lưu tiếng Anh được tổ chức với nhiều hoạt động như các tiết mục văn nghệ đặc sắc, những điệu nhảy sôi động, những bài hát tiếng Anh ngọt ngào hay những trò chơi bằng tiếng Anh vui nhộn. Một phần thu hút được sự quan tâm chú ý của các bạn học sinh và cán bộ giáo viên chính là phần giao lưu chia sẻ kinh nghiệm dạy và học tiếng Anh trong môi trường trung học cơ sở. Với sự dẫn dắt của người dẫn chương trình, các bạn học sinh và giáo viên tiếng Anh đã chia sẻ những câu chuyện thực tế, phương pháp của bản thân trong giảng dạy và học tập môn tiếng Anh. Với ý nghĩa quan trọng, tiếng Anh không đơn giản là một môn học mà là cánh cửa để các em bước ra thế giới, trở thành công dân toàn cầu. Ở ngày hội giao lưu tiếng Anh ở trường Đông Phong thì em cảm thấy rất là vui, xem chút một tí lo lắng. Để có hiệu quả tốt nhất thì em thường mua sách về và làm bài tập trong sách. Em cũng tạo một cái môi trường tiếng Anh ý, kiểu mình nghe nhạc bằng tiếng Anh, mình nói chuyện với mọi người bằng tiếng Anh và xem phim tiếng Anh. Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn trang phục tái chế bảo vệ môi trường với phần thuyết minh, giới thiệu song ngữ Anh Việt. Chỉ từ những nguyên vật liệu đơn giản sẵn có trong cuộc sống như là cây, túi ni lông, báo cũ, tạp chí hay là bao tải cũ, với sự sáng tạo của các em học sinh đã đem đến ngày hội những bộ trang phục độc đáo, đầy màu sắc và mang nhiều ý nghĩa bảo vệ môi trường, tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc.
ngày hội giao lưu tiếng Anh thực sự trở thành sân chơi bổ ích, nơi giao lưu học hỏi giữa các nhà trường, qua đó từng bước khơi dậy niềm đam mê của các em với bộ môn tiếng Anh. Qua cái hoạt động của ngày hội thì các em sẽ rèn luyện được, các em được vui chơi, các em được giải trí và được sinh hoạt tập thể. Và đặc biệt là các em sẽ rèn được cái kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Thông qua các cái sản phẩm rửa tem, các em thông qua đó các em sẽ thực hiện cái nội thực hiện giới thiệu về các cái sản phẩm rửa tem, về công dụng này, rồi là về các sản phẩm làm từ những vật liệu gì. Đấy. Và qua các sản phẩm rửa tem này thì nó là tích hợp giữa cái bộ môn tiếng Anh với các bộ môn khoa học khác. Đấy. Và rèn luyện cho các em cái tính, cái sự tự tin trong giao tiếp. Tại ngày hội giao lưu tiếng Anh, các trường trung học cơ sở trên địa bàn của thành phố Lai Châu còn trưng bày những sản phẩm STEM hết sức phong phú đa dạng. Những sản phẩm này do chính các bạn học sinh tạo ra từ những vật liệu thân thuộc dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo. Sản phẩm xuất phát từ những ý tưởng trong thực tiễn đời sống thường ngày như mô hình trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, mô hình ngôi nhà tiết kiệm năng lượng, mô hình hệ mặt trời. Thực sự là chúng tôi cảm thấy rất là vui và khi mà tổ chức được những cái ngày hội tiếng Anh rất là tốt và bổ ích cho các con khi mà tham gia học chương trình giáo dục tiếng Anh cũng như là chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì để mà triển khai thực hiện được tốt cái nội dung này thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường thực hiện kết nối, dạy học kết nối giữa các trường mầm non và các trường tiểu học và các trường tiểu học và với các trường trung học cơ sở và các trường trung học cơ sở với các trường phổ thông. Và ngày hội ngày hôm nay gồm có các đơn vị trường tiểu học và các đơn vị trường trung học cơ sở trên địa bàn của thành phố. Với quy mô là cũng rất là lớn, tất cả các đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cùng tham gia và mỗi một đơn vị trường thành lập một đội để thực hiện giao lưu. Ngoài ra thì đối với các đơn vị trường cũng thực hiện kết nối với lại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn của thành phố Lai Châu. Và từ cái phong trào, từ những cái hoạt động như thế này sẽ nâng cao cái hiệu quả chất lượng giảng dạy tiếng Anh cũng như là phong trào học tiếng Anh trên địa bàn của thành phố và trên địa bàn của tỉnh Lai Châu. Ngày hội giao lưu tiếng Anh thực sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, làm phong phú thêm các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo diễn đàn giao lưu học hỏi, trao dồi kiến thức, kinh nghiệm cho các em và giáo viên tiếng Anh trên địa bàn của thành phố Lai Châu. Đặc biệt xây dựng tình đoàn kết, tinh thần hợp tác làm việc nhóm, rèn luyện sự tự tin, sáng tạo và tình yêu quê hương đất nước gắn với hội nhập toàn cầu. Đồng thời thúc đẩy việc học tập và xây dựng câu lạc bộ tiếng Anh, nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại các nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm chăm lo kịp thời của Đảng, Nhà nước, vượt qua những mất mát, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Bàn Hòn luôn phát huy truyền thống anh hùng, gương mẫu, tích cực trong các phong trào thi đua, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Xã Bàn Hòn, huyện Tam Đường có tổng số 230 người có công với cách mạng, trong đó có 2 vợ liệt sĩ, 4 người thờ cúng liệt sĩ, còn lại là các đối tượng theo quyết định số 62, 142, 49 và 150 của Thủ tướng Chính phủ. Giáo dục và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa được cấp ủy chính quyền các tổ chức trong xã phát động triển khai thực hiện sâu rộng trong những năm qua. Nhằm ghi nhớ, tri ân công lao của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy và chính quyền địa phương chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ đến các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn, thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ các hộ gia đình trong các cái dịp ngày lễ Tết cũng như là những ngày thường thì bố trí cán bộ công chức hỗ trợ cho các gia đình chính sách trong cái triển khai các cái công việc của hộ gia đình chính sách. Đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì có triển khai cái tuyến đường nối lên cao tốc ở trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo huyện quan tâm bố trí hỗ trợ cho một hộ gia đình chính sách thực hiện cái bố trí cái khu tái định cư, và trong thời gian tới thì tiếp tục cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thì sẽ quan tâm để hỗ trợ nơi ở cho hộ gia đình chính sách ở trên địa bàn tại khu tái định cư để đảm bảo cuộc sống cho gia đình chính sách. Khi triển khai thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai, xã Bản Hòn nằm trong gói thầu xây lắp số 8. Vậy nên, toàn bộ ngôi nhà tình nghĩa của bà Tao Thị Kẻo, vợ liệt sĩ Tao Văn Bầu, phải di rời. Tuổi đã cao, gia cảnh cũng không khá giả, nhưng bà Kẻo đã sẵn sàng chuyển sang điểm tái định cư do xã bố trí. Được các cấp các ngành quan tâm động viên giúp đỡ thường xuyên, gia đình cảm ơn nhiều lắm. Khi có dự án thi công đường đi qua và phần đất,
ở thuộc diện giải phóng mặt bằng. Dù biết làm nhà mới sẽ khó khăn, nhưng mà gia đình chúng tôi rất ủng hộ. Có đường lớn đi lại thuận tiện, cuộc sống của gia đình chúng tôi và dân bản cũng sẽ phát triển hơn. Không chỉ đồng thuận chủ trương giải phóng mặt bằng thi công dự án nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai, mà gia đình bà Tao Thị Trọi, vợ liệt sĩ Tao Văn Chay ở bản Nà Khum, xã Bản Hòn, vẫn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Giờ đây, gia đình bà có mô hình kinh tế với vườn cây ăn quả, chè, ao cá, chăn nuôi gia súc gia cầm, đảm bảo ổn định cuộc sống. Cùng với đó là sự quan tâm thăm hỏi và đảm bảo chế độ chính sách cho gia đình người có công của các cấp, các ngành địa phương, giúp bà có thêm động lực để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Với sự quan tâm và nhiều chính sách đãi ngộ của nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng, tôi và gia đình luôn cố gắng phát triển kinh tế để có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Không chỉ vậy, gương mẫu trong cuộc sống, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và nhà nước. Đây chỉ là hai trong số nhiều gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bản Hòn, huyện Tam Đường, đã và đang phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con cháu, người dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhờ đó nhiều hộ chính sách có mức sống khá so với mức sống của người dân địa phương, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng đến với điểm những nội dung chính được phát sóng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công đã được Chính phủ đề ra trong những tháng còn lại của năm 2022, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh thành về giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành tỉnh, các huyện, thành phố trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cần đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Tại buổi lấy ý kiến về cơ bản, các đại biểu đồng tình nhất trí với dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Các ý kiến đóng góp sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định, đồng thời làm cơ sở để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi điểm những nội dung chính được phát sóng trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.